Kính thưa quý vị, để quý vị dễ dàng đón nhận và phổ biến sâu rộng lời của Chúa và mẹ Maria gửi đến chúng ta qua chị Guadalupe, lần lượt chúng tôi cho ghi toàn bộ 23 thông điệp nói trên vào các băng từ. Chúng ta chỉ cần cho vào máy là mọi người đều có thể nghe trong khi chúng ta làm việc hoặc nghỉ ngơi mà không phải khó nhọc đọc. Vì chúng ta không đọc Kinh Thánh, lại không được các chủ chiên nói cho biết về các công việc Thiên Chúa đã, đang và sẽ thực hiện trên trái đất này, trong giáo hội của chúng ta và trên chính chúng ta. Trên chính Chúa Giêsu và mẹ Maria đã trực tiếp thực hiện công việc chăn dắt đàn chiên mà các chủ chiên đã được giao phó, song các ngài đã không làm. Đức Chúa Giê-hô-va phán thế này: Này ta chống lại các mục tử, ta sẽ đòi lại chiên ta nơi tay chúng, ta sẽ không để chúng chăn chiên nữa, các mục tử sẽ không còn được chăn nuôi lấy mình chúng nữa, ta sẽ giật lấy chiên khỏi mõm chúng, khiến chiên của ta không còn là mồi ngon cho chúng ăn thịt nữa. Quả thế, Đức Chúa Giê-hô-va phán thế này: Chính ta sẽ tìm kiếm chiên của ta và ta sẽ chăm nom đến chúng. Ezekiel 34 câu 10 tới câu 11. Sau khi nghe 23 thông điệp này, quý vị sẽ thấy Chúa Giêsu ngài đang thực hiện lời Kinh Thánh trên. Trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 3 câu 34 có lời viết: Vì kẻ Thiên Chúa sai thì nói được lời của Thiên Chúa. Chúa Giêsu và mẹ Maria quả thực là những đấng mà Thiên Chúa Cha đã sai đến với chúng ta, đến với thế gian, là vì những lời trong các thông điệp này chúng tôi đã đối chiếu với Tân và Cựu Ước. Chúng tôi thấy Chúa và mẹ chỉ nhắc lại những gì đã được nói, được viết trong Kinh Thánh. Do đó, chúng tôi kêu gọi quý vị hãy lắng nghe, hãy tin, hãy làm theo, hãy phổ biến sâu rộng cho mọi người bằng cách cho nghe, cho thâu lại các băng từ này. Ân sủng của Chúa chúng ta Đức Giêsu Kitô ở cùng quý vị hết thảy. Tiếp sau đây là điệp văn số 13. Thông điệp của Chúa Giêsu Kitô Thiên Chúa chúng ta ban qua chỉ Guadalupe tại Guatemala ngày 11 tháng 8 năm 1989. Các con hết tình khải, ta ban phép lành cho các con như Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Các con hết tình khải. Giêsu thành Nazareth, con Đức Trinh Nữ Maria, Thiên Chúa tình yêu, Thiên Chúa đã chết chịu đóng đinh trên thập giá vì yêu các con, đang nói với các con. Các con hết tình khải, đây ta lại đến để nói chuyện với các con cũng như mẹ thánh ta và ta đã từng làm mấy tháng qua. Mẹ thánh ta và ta luôn luôn đến để giáo huấn các con, để dạy các con ngõ hầu nỗi hoang mang nặng nề hiện nay đang làm chủ trên thế giới sẽ không đụng tới các con. Sự tối tăm thật là cả thể ở các con yêu dấu, mà nó đang xuyên thấu linh hồn và trái tim con cái ta. Và đó là tại sao nhiều người tự luận án mình. Mẹ thánh ta và ta đến để giáo huấn các con, ngõ hầu các con sẽ biết sự thật, ngõ hầu các con khỏi bị hoang mang. Và đề tài mà ta sẽ sắp bàn đến hôm nay là một đề tài quan trọng đệ nhất, một đề tài mà nhiều người không muốn nghe đến vì nó làm cho họ kinh sợ. Và họ không muốn nghe đến đề tài này, một đề tài rất quan trọng cho phần lỗ linh hồn họ. Còn yêu dấu, hôm nay ta sẽ nói về hỏa ngục. Các con yêu dấu, nhiều người không muốn tin rằng có một hỏa ngục, rằng có một thiên đàng và rằng có một luyện ngục. Họ không muốn hiểu, họ không muốn nhận thức. Và một khi họ khước từ không nhận rằng có ba nơi này, thì họ đang chối bỏ ba sự thật. Đúng vậy, các con yêu dấu, có một thiên đàng nhưng cũng có một luyện ngục và cũng có một hỏa ngục nữa. Nhiều con cái ta không muốn biết gì về hỏa ngục cả, vì họ không muốn tin rằng sau một cuộc sống nhiều tội lỗi họ sẽ chấm tận trong hỏa ngục. Nhiều người chối bỏ có hỏa ngục vì họ không thích nghe nói về nó. Và bây giờ con cái ta đang bảo rằng hỏa ngục là sự đau khổ mà người ta chịu ở đây trên trái đất. Điều này không đúng. Không, không đúng, bởi vì hỏa ngục đã được dựng nên vì những kẻ tội lỗi không chịu hối quá, những kẻ tội lỗi không chịu thống hối về tội lỗi mình,
Và nếu họ chết đang khi mắc tội trọng thì sự tận cùng của họ sẽ là hỏa ngục. Đúng vậy, các con yêu dấu, nhiều người không muốn tin điều đó, ngay cả các con ta chúng bảo: nhưng mà Đức Chúa Trời đâu có phạt, vì người rất là nhân từ, tốt lành vô cùng. Phải, người tốt lành, nhưng người cũng công bình và khôn ngoan nữa. Đó là tại sao họ không được rơi vào sự lầm tưởng rằng vì Đức Chúa Trời tốt lành thì người không phạt. Hãy xem, người đã không tha tội cho công trình tuyệt hảo của người là các thiên thần, và người đã luận án chúng phải đau khổ, và chúng đã là những kẻ trước tiên xuống hỏa ngục. Và bây giờ nhiều người biết đó là ma quỷ và là những thiên thần xa ngã. Và từ giây phút này, chúng đã gieo rắc hoang mang giữa con cái ta, vì lòng ghen ghét của chúng quá lớn, và chúng đang dụ dỗ con cái ta phạm tội để con cái ta khỏi lên thiên đàng. Nhiều người vâng nghe chúng, nhiều người không nhận biết rằng chỉ vì một tội này và một tội kia thôi, nếu họ không đi xưng tội, nếu họ không thống hối và chết trong tình trạng này, thì phần thưởng của họ sẽ là hỏa ngục. Phải, các con yêu dấu, hỏa ngục là nơi có đủ tất cả các sự đau khổ, đủ các sự đau đớn, đủ các nỗi phiền muộn. Còn thiên đàng là nơi hạnh phúc, bình yên, ánh sáng, vui mừng và tình yêu. Hỏa ngục trái lại là tối tăm, là buồn phiền, là đau đớn, là đau khổ, là hận thù. Và tội lỗi nào không muốn hối quá tội lỗi mình mà chết sẽ hiểu một khi chết rằng mối cực hình ghê gớm nhất của nó sẽ là nó đã khinh chê hạnh phúc đã từng hiến cho nó khi ta chết trên thập giá. Mối cực hình ghê gớm nhất của nó sẽ là khi nó hiểu rằng nó đã khinh chê máu của ta, rằng nó đã khinh chê sự đau đớn của ta trên thập giá. Và nó sẽ chịu sự cực hình này đời đời, sự đau đớn đã mất hạnh phúc đời đời, hạnh phúc thiên đàng. Không những đây là cực hình của nó, vì còn có lửa, thứ lửa sẽ thiêu đốt nó trong sự buồn bã và phiền muộn, và trong một nỗi đau đớn kinh khủng, vì lửa hỏa ngục là thứ lửa không tắt, không dứt và hành hạ linh hồn. Nhiều người bảo rằng lửa này chỉ là hình ảnh thôi, rằng nó không có đâu, nhưng không, nó có thật đó. Hỡi các con yêu dấu, lửa này là lửa thật. Nó không phải thứ lửa như lửa trên trái đất, bởi vì lửa trái đất thiêu cháy, nó có cùng, nhưng lửa hỏa ngục không bao giờ cùng, và nó đốt và hành hạ linh hồn đời đời kiếp kiếp. Và không những vậy, mà nó còn xuyên thấu vào linh hồn, nó xuyên vào và tất cả các ngũ quan chịu đau đớn vì cái lửa này. Mắt, mũi, tai, lưỡi, tất cả các giác quan đều cảm thấy nó, bởi thứ lửa này xuyên sâu trong linh hồn và nó ở lại đó, làm cho kẻ tội lỗi không hối quá chịu đau đớn. Thứ lửa này đốt nóng, nó nung xém và nó không có cùng, bởi kẻ tội lỗi sẽ chịu cực hình này đời đời kiếp kiếp. Đây là tại sao ta đến để giáo huấn các con ngõ hầu. Nhờ biết tất cả đó, hỏi các con yêu dấu, các con sẽ không xa vào tội lỗi. Nhưng nếu các con có phạm tội, hãy xưng tội, bởi hỏa ngục là cái gì chờ đợi hết những ai không hối quá. Ở trong hỏa ngục, hỡi các con yêu dấu, bọn lý hình là ma quỷ, và chúng làm cho linh hồn đau đớn đời đời kiếp kiếp. Các con biết rằng trái đất là nơi thử thách, nơi đây các con tìm chiếm thiên đàng hoặc tìm chiếm hỏa ngục. Điều này các con biết, các con biết việc là như thế đó. Nhưng người ta không muốn hiểu, người ta không muốn tin, và họ bảo rằng việc chẳng phải vậy đâu, rằng đây là những chuyện bày đặt của bọn điên khùng, không muốn hưởng thụ, không muốn phạm tội. Và họ cứ đi nói tới, nói lui như thế. Hỡi các con yêu dấu, đó là tại sao ta đến để giáo huấn các con. Vì các con không ngớt phạm tội, và cuối cùng một khi ngày chết đến mà các con ở trong tội lỗi, các con sẽ không đủ sức làm gì được. Đó là tại sao ta đang kêu gọi các con. Hãy xem, chính linh hồn các con sẽ đau khổ đời đời hoặc sung sướng đời đời, tùy theo những việc các con làm qua chuyến hành trình ngắn ngủi trên thế gian này. Nhiều người chỉ vì một thú vui soảng để cho linh hồn mình dày dạn ra trong sự tội, và họ không muốn thay đổi, bởi vì họ không muốn chịu đau đớn, vì họ không muốn làm việc đền tội. Họ không muốn, họ muốn sung sướng và vui vẻ,
sự sung sướng chỉ kéo dài một hít hà. Bởi vì cái hít hà này, sau đó họ sẽ đời đời chịu khổ tâm, phiền muộn, đau đớn, và ở đó họ sẽ không thể nào thống hối, họ sẽ không thể nào làm được gì cả. Đó, các con yêu dấu, hôm nay ta đã đến để nói với các con điều này, rằng các con phải thay đổi đời sống các con phải thâu tích ân sủng. Vì nhiều người không muốn vâng theo những lời của ta, nhiều người nhạo cười các thông điệp của ta và các thông điệp của mẹ thánh ta, họ nhạo cười tất cả đó và đạo giáo ta. Và họ bảo rằng ngày nay Chúa không phạt, Chúa không muốn sự đau khổ, Chúa không muốn sự buồn tủi, vì người là toàn yêu. Phải, các con yêu dấu, ta vốn là toàn yêu, nhưng ta cũng là công bình và khôn ngoan. Đó là tại sao hỡi các con yêu dấu, hết những ai bảo rằng Thiên Chúa không phạt thì sai lầm. Vì những kẻ trước tiên mà Cha muôn đời đã phạt là các thiên thần, Người đã không tha cho chúng và chúng đã phải đời đời luận phạt. Và cùng với chúng là hết những ai khước từ máu mà ta đã đổ ra trên thập giá. Hãy lắng nghe cho tỏ, hỡi các con yêu dấu. Đây là tại sao ta đến để giáo huấn các con, để giúp cho hết những ai ở trong sự sai lầm, bỏ sự sai lầm này đi. Bởi vì một cuộc đại trừng phạt đang đến với thế giới vì tội lỗi loài người, không muốn thống hối, không muốn thâu tích đạo giáo thật mà ta đã để lại trong giáo hội ta. Họ đã gạt đạo giáo ta sang một bên để tìm lấy những giáo thuyết khác, những giáo thuyết ca tụng cái bản ngã của họ, ca tụng thói khoe khoang của họ và tính kiêu ngạo của họ. Và đây, hãy các con yêu dấu, là một cạm bẫy quỷ quái. Ngày nay, các con trai ta đang giảng rằng các con không cần phải chịu đau khổ, rằng các con không cần phải làm việc đền tội hoặc ăn chay hoặc hy sinh, vì Thiên Chúa không muốn như vậy, vì Người là toàn yêu, toàn hạnh phúc. Nhưng không, hỡi các con yêu dấu, các con phải yêu thập giá, bởi vì thập giá sẽ đem các con lên thiên đàng. Và hễ ai rời bỏ thập giá của ta, rời bỏ cuộc hiến tế của ta, sẽ chết. Và chỗ của nó sẽ là ở trong hỏa ngục, bởi vì nó đã khinh rẻ ơn cứu chuộc mà ta đã hiến cho nó qua cuộc hiến tế của ta trên thập giá. Đúng, hỡi các con yêu dấu, nhiều con cái ta không tin điều này, chúng phỉ báng, chúng nhạo cười và chúng bảo rằng không có hỏa ngục, rằng hỏa ngục là ở đây trên địa cầu và sau khi chết thì không còn gì cả. Đó là tại sao họ nói ta hãy vui chơi, ta hãy ca, ta hãy nhảy, bởi vì ngày mai ta sẽ chết và sau đó không còn gì nữa. Và điều này, hỡi các con yêu dấu, không đúng sự thật. Sau những thử thách trên trái đất, linh hồn sẽ sống đời đời. Nhưng nếu nó đã là một đứa con trai tốt lành thì nó sẽ lên thiên đàng. Nhưng nếu nó đã là một đứa con trai xấu nết, nó sẽ xuống hỏa ngục. Và điều này thật đáng sợ, hỡi các con yêu dấu, thật đáng sợ. Và đó là tại sao ta đã đến để giáo huấn các con về điều này. Vì có vài người tin có hỏa ngục, họ tin là có, nhưng họ chỉ tin một phần thôi. Và họ bảo rằng bởi vì Chúa tốt lành vô cùng thì kể cả trong hỏa ngục Người cũng ban cho sự yên ủi nữa. Nhưng không, đây là một lời nói láo. Hễ ai xuống hỏa ngục sẽ không có sự yên ủi. Các sự yên ủi, hỡi các con yêu dấu, các sự yên ủi là ở đây trên trái đất. Ở đây trên trái đất, linh hồn nào đau khổ thì được yên ủi, nhưng không phải ở trong hỏa ngục. Ở trong hỏa ngục không có sự yên ủi, mà chỉ có phiền muộn, buồn bã, đắng cay, thất vọng và các cực hình ngày đêm. Không có sự ngơi nghỉ khỏi các sự đau đớn trong hỏa ngục. Ta đã để lại lời này chép trong sách Khải Huyền rằng hết những ai trong thời buổi tận cùng mà thờ lại con thú, và điều này có nghĩa là họ ra chai đá trong tội lỗi và họ theo con thú. Một khi nó đến và con thú đánh dấu họ thì chỗ của họ sẽ là trong hỏa ngục. Và họ sẽ chịu hành hình không ngơi nghỉ. Điều này ta đã nói trong sách Khải Huyền và sẽ được hoàn tất mà nhiều người không muốn hiểu. Và như ta bảo các con, thứ lửa ở đây trên địa cầu là thứ lửa đốt cháy xác thịt nhưng không xuyên thấu linh hồn. Còn thứ lửa trong hỏa ngục, hỡi các con yêu dấu, xuyên thấu linh hồn. Và sự xuyên thấu linh hồn này gây cho linh hồn chìm ngập trong một cơn đau đớn vô cùng dữ dằn không hề dứt.
và nó sẽ như thế này đời đời, vì họ sẽ chịu thứ lửa này bên trong và bên ngoài linh hồn mình, và họ là một thành phần của lửa hỏa ngục. Đây là tại sao trong bài thông điệp đã nói rằng những ai không thống hối sẽ ra như những cây củi, nó sẽ nhen nhúm lửa hỏa ngục. Điều này có nghĩa là chính họ sẽ là thứ lửa này, lửa mà họ sẽ chịu trong linh hồn họ, hành hạ họ không ngơi nghỉ, không chút ngơi nghỉ, thêm vào những cực hình khác hiện có ở đó. Đây là những cực hình cho lỗ mũi, con mắt, lỗ tai, vân vân. Bởi vì thêm vào cực hình trong linh hồn, họ sẽ trông thấy những sự việc kinh khủng trước mắt, nghe thấy những sự việc gớm ghê, và trong khứu giác là cả một mùi hôi thối cho đến đời đời. Và đó là một mùi hôi thối hỡi các con yêu dấu, mà nếu kẻ nào có thể có kinh nghiệm tại đây trên trái đất, dù chỉ là một giây mà thôi, mùi thối sẽ giết nó, mùi thối nặng nề đến nỗi con người không thể tham nổi và sẽ chết ngay tức khắc. Tất cả những sự việc trong hỏa ngục là như thế đó. Ta, cha yêu thương của các con, muốn giáo huấn các con về việc này, hỏa hầu các con có thể thấy rằng những sự việc nhỏ ở trái đất này, tuy nó làm rầy các con, ấy là những đau đớn và buồn phiền, vẫn có sự yên ủi. Biết bao nhiêu người còn đâm ra thất vọng và không muốn chịu đau khổ, họ không muốn kêu khóc, và một khi họ tới hỏa ngục, họ thấy rằng những gì họ đã trải qua trên trái đất là chẳng đáng gì cả so với những gì có trong hỏa ngục. Thì họ sẽ ước rằng thà họ đã chịu đau khổ, thà họ đã tin lời ta, bởi vì hễ ai vào hỏa ngục không trở ra đâu. Bởi lẽ đó ta đang kêu gọi các con, ngõ hầu các con hiểu rằng không phải điều mà nhiều người tin, ấy là những chuyện về hỏa ngục, thiên đàng và địa ngục, là những chuyện nói láo. Nhưng không, hỡi các con yêu dấu, ấy là những chuyện có thật, rất thật đó. Đây là tại sao ta đã đến để giáo huấn các con, ngõ hầu. Ngõ hầu, các con hiểu rằng có một chỗ hành hình dành cho hết mọi người và hết những con cái nào của ta không chịu thống hối, muốn ở lại với lòng ước ao quá độ phạm tội hoài hoài. Và đó là tại sao ta muốn giáo huấn các con trong việc này. Vì thật quan trọng để các con biết và để các con, và để các con có thể giáo huấn những kẻ bảo rằng chuyện này không thật. Ta đến để bảo các con chuyện này, hỡi các con yêu dấu, vì thời buổi này những cạm bẫy quỷ quái đã ra bội, tội lỗi tràn ngập thế giới, và vì vậy nhiều người xuống hỏa ngục. Nhưng họ sẽ hiểu, họ sẽ có ý thức, và họ sẽ biết rằng chuyện có thật. Một khi họ ở trong hỏa ngục, một khi họ ở trong đó rồi, tuyệt đối họ không còn có sức làm được gì nữa, ngoại trừ chịu đau đớn và kêu gào. Vì họ đã không chịu tin rằng ta đã đến với thế giới lần đầu để chết trên thập giá, mà giải thoát họ cho khỏi cực hình này. Và đây là tại sao họ sẽ đau khổ một khi họ hiểu rằng thật đã là quá dễ để tự cứu mình. Vậy mà họ đã không chịu làm. Nhưng một khi họ ở trong hỏa ngục rồi và họ không còn làm được gì nữa, họ sẽ khóc rằng bởi sự cứng lòng của mình họ đã mất thiên đàng, họ đã mất hạnh phúc mà họ đã tìm kiếm tại đây trên địa cầu. Và họ sẽ nhận thấy quá trễ rằng đáng lẽ ra họ đã phải vâng nghe những lời ta và những lời mẹ thánh ta Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Bởi lẽ đó ta đến để giáo huấn các con về chuyện này, ngõ hầu các con biết rằng đây không phải là những chuyện tầm phào, mà là một sự thật tàn nhẫn. Và rằng tất cả những ai chết mà không hối quá, nghĩa là không thống hối, sẽ rơi xuống lửa hỏa ngục và sẽ không có sức làm được gì sốt một khi đã ở trong đó. Nhưng có nhiều điều, hỏi các con yêu dấu, nhiều điều có thể làm được đang khi ở đây trên mặt đất. Đó là tại sao ta phát động lời kêu gọi này. Ngõ hầu các con hiểu rằng có nhiều người có thể cứu được đang khi ở đây trên mặt đất là nơi thử thách. Đó là những gì các con phải hiểu, và hãy làm việc này bây giờ, hãy thay đổi cuộc sống của các con kể từ hôm nay. Bởi vì ngày mai có thể là quá muộn, vì như các con đã được luôn luôn dặn dò, các con không biết giờ nào hoặc ngày nào các con chết. Và đó là tại sao các con phải chuẩn bị sẵn sàng. À, các con, những kẻ biết chuyện này, hãy bảo những kẻ khác, ngõ hầu họ cũng có thể thay đổi đời sống của họ. Họ phải tin rằng ta đã đến trên thế giới lần đầu để chết trên thập giá mà giải thoát họ khỏi những đau khổ vô tận trong hỏa ngục. Vì nhiều người không biết tại sao ta đã đến để cứu,
Và họ bảo, cứu chúng tôi khỏi cái gì? Tôi đâu có hiểu họ muốn nói gì. Vì ở đây trên trái đất chẳng thấy gì cả. Vì ở đây trên trái đất chẳng có thấy tình thương xót người. Ở đây trên trái đất, mỗi một người đều đau khổ vì có quá nhiều sự giữ. Nhưng hỏi các con yêu dấu, sở dĩ có sự giữ trên thế giới là không phải vì Thiên Chúa đã muốn có nó, mà vì loài người đã gây ra sự giữ do tội lỗi mình. Vì họ đã không chịu vâng theo đạo giáo của ta. Đây là tại sao có quá nhiều sự giữ trên thế giới, có quá nhiều tội lỗi. Vì tất cả những tội nào kêu đến trời là những tội mang đến nhiều sự giữ như thế cho thế giới. Và đây là những gì loài người không chịu hiểu. Họ không chịu hiểu và họ không muốn hiểu ơn cứu rỗi này mà trên trời đang bàn tới. Và ơn cứu rỗi, hỏi các con yêu dấu, là các con sẽ khỏi đi tới cái thế giới đau khổ vô tận, cái thế giới sự hành hạ, nó không bao giờ cùng. Đây là điều ta đã đến để cứu các con cho khỏi đời đời rơi vào cái thế giới buồn phiền, đau đớn và hành hạ. Đó là tại sao ta đã chết trên thập giá. Đây là những gì ta muốn các con hiểu. Vì nhiều người không muốn đau khổ, họ không muốn kêu khóc, và họ chỉ muốn được hạnh phúc, an sinh, ca hát và nhảy múa. Họ không hiểu khi ta bảo họ rằng ta đã đến để chết mà cứu họ. Họ bảo, cứu chúng tôi khỏi cái gì ư? Khỏi nhảy, khỏi ca, khỏi thú vui ư? Không, hỏi các con yêu dấu. Không, ta đã đến để cứu các con, ngõ hầu các con sẽ khỏi rơi vào cái thế giới đau khổ vô tận. Nơi đây ma quỷ là những tên lý hình. Nhiều người buồn phiền mỗi khi bị người ta tấn công thân xác họ. Nhưng kể cả khi người ta tấn công thân xác, người ta đâu có thể tấn công được linh hồn. Và đây là điều họ không hiểu. Và họ tưởng rằng lửa hỏa ngục mà người ta bàn tới quá nhiều như vậy, không có thật. Để các con có một ý tưởng, hỏi các con yêu dấu, ta bảo các con rằng lửa ở trái đất là thứ lửa đốt cháy, nó thiêu hủy nhưng không đụng tới linh hồn. Nó đâu có đụng vào linh hồn, còn lửa hỏa ngục đốt cháy và xuyên thấu linh hồn, nhưng nó không thiêu hủy. Điều này có nghĩa là sự cực hình này không bao giờ cùng, và linh hồn chịu đau đớn, chịu tất cả sự cực hình này đời đời, thêm vào những gì ta đã giải thích rồi. Năm giác quan, tai, mắt, mũi và lưỡi sẽ chỉ có những sự việc kinh tởm để xem, để nghe, để ngửi, để nếm. Và đây sẽ là sự đau khổ đời đời, bởi nó không chỉ nằm bên ngoài, mà sự đau đớn sẽ ở cả bên trong. Đây là những gì ta muốn các con hiểu. Lý do tại sao ta đã đến thế giới này để chết, tại sao ta lại luôn luôn bảo các con, hỏi các con yêu dấu, chớ phạm tội ư? Và nếu các con phạm tội, hãy tức thì tống khứ tội này đi và hãy đặt để mình trong ân sủng Thiên Chúa, ngõ hầu hình phạt này phải đụng tới các con. Bởi lẽ đó, các con yêu dấu, ta đã đến để giáo huấn các con về chuyện này, ngõ hầu các con sẽ biết rằng tất cả những lời ta nói là để làm ích cho linh hồn các con, làm ích cho thân xác các con. Và nếu các con vâng theo những lời ta, các con sẽ khỏi phải rơi vào những sự đau khổ này. Mẹ Thánh ta kêu khóc mỗi khi một đứa con của bà bị luận án, vì bà biết rằng cực hình sẽ nặng, rất nặng, vì nó đã có ơn cứu rỗi trong tay mà nó đã từ khước. Và đó là tại sao mẹ ta kêu khóc, vì tất cả những đứa con sẽ bị luận án. Vậy thì hãy các con nêu dấu, các con phải tỉnh thức và giáo huấn những kẻ khác về việc này, và bảo họ rằng ở đây trên trái đất các con phải chịu đau khổ vì sự đau khổ các con chịu ở đây. Hỏi các con yêu dấu, chỉ là một chút thôi, rất nhỏ. Và bên cạnh chút đau khổ này, các con có nhiều sự yên ủi, các con có sự yên hàn và sự nghỉ ngơi. Trái lại, trong hỏa ngục thì không có những sự yên ủi, không có sự yên ủi nào sốt. Bởi lẽ đó ta đã đến cho các con biết điều này, và cho các con sẽ khỏi buồn mỗi khi các con gặp đau đớn hay buồn phiền. Hãy dâng nó lên để đền bù tội lỗi các con, và các con sẽ thâu được nhiều hoa trái. Nếu các con nhẫn nại trong những cơn bệnh, các con sẽ thâu lượm được nhiều hoa trái. Nếu các con cầu nguyện khi các con buồn, thay vì phiền muộn và cảm thấy thương hại mình,
các con sẽ thâu được nhiều hoa trái. Và tất cả đó sẽ giúp các con lời lãi được thiên đàng và tránh được hỏa ngục. Đó là tại sao ta đã muốn đến để bảo các con chuyện này. Đấy, các con yêu dấu, hóa hầu các con sẽ hiểu rằng ở đây trên trái đất, lúc nào khát, tức thì các con tìm nước để giải cơn khát. Và lúc nào không có nước, các con đau khổ. Và các con không thỏa mãn cho đến khi nào có nước. Nó xoa dịu cơn khát trên môi các con. Nhưng ở trong hỏa ngục, hỡi các con yêu dấu, cơn khát mà các con cảm thấy nó gia tăng, hành hạ linh hồn và thân xác, và các con sẽ không được dầu chỉ một giọt nước mà thôi để xoa dịu. Cái cơn khát này sẽ gia tăng, và cũng một cách như vậy tất cả các đau đớn nơi các giác quan nữa. Đây là điều ta muốn các con hiểu, rằng trên thiên đàng sự vui mừng sẽ luôn luôn gia tăng, hạnh phúc sẽ gia tăng, và trong hỏa ngục đau khổ cũng sẽ liên tục gia tăng. Ta cũng muốn bảo các con rằng có luyện ngục, và ta đã muốn nói chuyện với các con về luyện ngục, bởi vì đây chính là nơi các linh hồn chưa hoàn toàn được thanh tẩy vào. Nhưng vì họ ở trong ân sủng Thiên Chúa, mặc dầu đó là giờ cuối cùng của họ, họ sẽ không lên thiên đàng hoặc xuống hỏa ngục, nhưng họ đến một chỗ họ có thể thanh tẩy mình. Thế rồi, một khi đến thời đến buổi, họ sẽ lên thiên đàng. Đó là tại sao ta xin các con cầu nguyện cho các linh hồn đang chịu giam cầm trong luyện ngục, đang thanh tẩy mình để có thể vào thiên đàng mà khỏi tì vết gì cả. Các con phải cầu nguyện cho các linh hồn này, hóa hầu cuộc thanh tẩy của họ được rút ngắn và họ có thể vào thiên đàng. Các con phải cầu nguyện thật nhiều cho các kẻ có tội thống hối và có thể tránh được sự đau khổ này mà ta đã bàn với các con rồi. Hãy cầu nguyện nhiều, thật nhiều. Hãy đọc kinh Mân Côi. Hãy cầu nguyện thật nhiều, bởi vì những thời buổi đang tới, hỡi các con yêu dấu, rất khó khăn, khắc nghiệt. Những thời buổi rất tàn nhẫn đang tới, khi các con phải hiểu rằng sự đau khổ các con chịu trên trái đất sẽ chẳng là gì cả so với hỏa ngục. Hết vậy rồi, các con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và các con sẽ làm việc đắc lực hơn. Và khi các con có gặp chút ưu phiền, các con sẽ nói rằng điều này chẳng là gì cả so với những gì ở dưới kia trong hỏa ngục. Và các con sẽ chịu đựng những rủi ro nhỏ này, những ưu phiền và khó khăn nhỏ này một cách vui vẻ. Và các con sẽ thấy biết bao là yên ủi đến trong lòng các con. Và các con sẽ không đau khổ, các con sẽ được một hạnh phúc lớn gấp đôi. Bởi vì các con đã hiểu rằng điều mà Chúa thực sự muốn là các con yêu thập giá người, yêu cuộc hiến tế người, và nhờ tình yêu này các con sẽ được cứu rỗi. Thôi hỡi các con yêu dấu, ta đã muốn giáo huấn các con về chuyện này. Mẹ Thánh ta kỳ tới sẽ đến đàm đạo với các con về một đề tài khác. Nó rất là quan hệ đối với các con và cho linh hồn các con. Vì thật là quan trọng để các con hiểu và nắm vững sự hiểu biết này, nó hầu các con có thể giáo huấn những kẻ khác. Bởi lẽ đó, ở các con yêu dấu, ta sắp sửa ban phép lành cho tất cả các áp tích này để che chở giúp cho phần rỗi và sức khỏe con cái ta. À, giúp cho sự nhận định chúng và che chở chúng để chúng có thể thoát khỏi những cạm bẫy quỷ quái mà ma quỷ đang giăng ra để dẫn chúng đi chặt đường. Ta ban phép lành cho tất cả các áp tích này, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, để giúp con cái ta nhận định và thâu thích ân sủng mà loại bỏ sự dữ. Thôi hỡi các con yêu dấu, ta đã rất sung sướng có thể giáo huấn các con, có thể đàm đạo với các con và nói với các con tất cả những sự việc này. Nó hầu các con có một ý tưởng đúng đắn về những gì đang xảy ra và lý do trên trời đến với thế giới để giáo huấn con cái. Sở dĩ như thế là để chúng hiểu tất cả các sự việc, nó sẽ giúp cho chúng cứu lấy linh hồn mình. Và như vậy có nghĩa là khỏi rơi vào lửa hỏa ngục đời đời. Đó là lý do ta đã đến để chết trên thập giá lần đầu, để cứu các con khỏi rơi vào sự đau khổ đời đời. Thôi hỡi các con yêu dấu, ta sẽ chờ đợi các con trong buổi họp tới, trong đó mẹ Thánh ta sẽ nói chuyện với các con về một đề tài khác cho lợi ích linh hồn các con. Vậy từ nơi thẳm sâu của Thánh tâm ta ban phép lành cho các con, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,
chớ chi sự bình yên, hạnh phúc, đức tin và tình yêu ở lại trong lòng các con.